chiều 15 tháng 8 năm 2020, Bộ phận Thường trực Đặc biệt Chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 23 tử vong tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Cụ thể như sau, bệnh nhân 699, bệnh nhân nam, 75 tuổi, địa chỉ ở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mãn, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim. Bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19 biến chứng, suy hô hấp nặng. Sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân suy thận mãn, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Cách đây 2 tháng, bệnh nhân nằm viện tại khoa nội thận nội tiết bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, người nhà bệnh nhân không có ai tới thăm nuôi hay chăm sóc mà chỉ thuê điều dưỡng chăm. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7, bệnh nhân về nhà và chỉ có vợ là người chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân. Ngày 29 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, bệnh nhân nhập viện tại khoa nội thận nội tiết bệnh viện Đà Nẵng được cách ly và điều trị bệnh tại đây. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ ở một mình. Ngày 4 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.